Tử vi thứ 7 ngày 8 tháng 7 năm 2017 của 12 con giáp. Tử vi ngày 8 tháng 7 năm 2017 của người tuổi Dậu có kim vượng mang tới cơ hội kiếm tiền rõ mồn một. Nếu bạn còn chần chừ thì quá phí phạm, hãy nhanh tay và năng động hơn để chớp lấy vận may này. Công việc làm thêm, nghề phụ chỉ có thời điểm, kiếm nhanh cũng được một khoản kha khá. Còn các con giáp khác sẽ đón ngày mới ra sao? Hãy cùng theo dõi lịch ngày tốt nhé! Tử vi tuổi Tý. Tử vi hàng ngày báo tam hợp cục mang tới cho người tuổi Tý sự nghiệp vô cùng hanh thông. Dù cuối tuần nhưng bạn vẫn khá bận rộn vì công việc, liên tiếp nhận tin vui và nhanh chóng phải xử lý nghiệp vụ. Cơ hội hoàn thành nhiệm vụ được giao trước thời hạn đang ở ngay trước mắt rồi. Tài hoa nở rộ, bản mệnh Tý khéo léo trong quan hệ xã giao nên nhanh chóng bắt mối, mở rộng đầu tư. Bạn có thể kiếm tiền từ các mối quan hệ này, tài lộc hưng thịnh, thậm chí còn giúp đỡ người khác cùng làm ăn tốt hơn, có thể mời người chung vốn, hợp tác, nên chọn người uy tín và có cùng chung quan điểm. Điểm không tốt duy nhất trong vận trình của người tuổi Tý là sức khỏe không tốt lắm. Ngày kim sinh thủy vượng nên dễ mắc các bệnh như cảm lạnh, viêm họng, sốt, nhất là khi thời tiết nắng mưa thất thường. Hãy uống một chút nước gừng trước khi đi ngủ hoặc vào lúc sáng sớm để tăng cường sức đề kháng. Con số may mắn 1, 4, giờ tốt 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường, trắng, ánh kim, quý nhân phù trợ, người tuổi Thân, Sửu. Tử vi tuổi Sửu. Tử vi phương Đông của 12 con giáp cho biết ngũ hành bản mệnh tiêu hao nên cần lưu ý sức khỏe, không thể lơ là. Hôm nay bạn nhanh chóng xuống sức, mệt mỏi sau một tuần làm việc bận rộn nên nghỉ sớm về nhà thư giãn hồi sức, đừng quá tham công tiết việc. Tài lộc và công việc đều ổn định, không có nhiều biến động. Nhìn chung bạn đã sắp xếp mọi chuyện từ đầu tuần, cứ tiến hành theo kế hoạch thì sẽ không có điểm gì đáng ngại. Tuy nhiên cuối giờ làm có thể vì mệt mà nhầm lẫn, sai sót một chút về giấy tờ. Tình duyên như ý, có nhiều người khác phái theo đuổi và yêu mến, dù còn độc thân hay đã có gia đình thì bạn cũng vẫn có thể giao lưu, có thêm nhiều mối quan hệ để làm phong phú cuộc sống và trợ giúp mình khi có khó khăn. Người tuổi Sửu rất biết chừng mực nên không lo bị hiểu lầm đâu. Con số may mắn 1, 9, giờ tốt 11 giờ đến 13 giờ, mọc sắc cát tường, tím, xanh lá, quý nhân phù trợ, người tuổi Hợi, Tuất. Tử vi tuổi Dần. Xem tử vi cho người tuổi Dần thấy thứ bảy này có Dần Thân tương xung, điềm báo thất thoát tiền bạc. Bản mệnh cần cẩn trọng hơn với tất cả các khoản chi tiêu, đồng thời quản lý tài sản thật tốt, hạn chế cho vay mượn tiền nong, không đứng ra làm trung gian thế chấp cho người khác vay mượn. Sự nghiệp ổn thỏa, đi làm cần tích cực, không chỉ làm tốt công việc của mình mà bản mệnh còn cần tìm tòi, sáng tạo và đổi mới thì mới có cơ hội thăng tiến. Đừng nghĩ rằng đang làm không công mà đó chính là dịp để bạn tích lũy, thử nghiệm và nâng cao giá trị, chắc chắn sẽ nhận được thu nhập sướng xứng thôi. Tình cảm tương đối ổn định, hôm nay tuổi Dần nên ra ngoài hẹn hò hoặc gặp gỡ bè bạn, nơi đông đúc khiến bạn cảm thấy tốt hơn, không cô đơn, không buồn phiền, ở nhà một mình, lại nghĩ ngợi lung tung, không vui, tạo thành áp lực tinh thần. Con số may mắn 7, 9, giờ tốt 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường, nâu, vàng cam, quý nhân phù trợ, người tuổi Tý, Dậu. Tử vi tuổi Mão. Tử vi thứ 7 của 12 con giáp cho biết, thực thần vượng nhân duyên mang tới cho bạn những niềm vui nho nhỏ, quen biết thêm những người bạn mới, đặc biệt đường tình duyên hanh thông, người độc thân có cơ hội gặp được người khiến mình rung động và cảm mến. Tuổi Mão tiến triển công việc không nhanh nhưng vẫn ổn, hầu hết mọi việc trong tuần đều hoàn thành rất tốt. Quan trọng hơn là bạn phải biết tận dụng nhân duyên đang có để mở rộng hiểu biết về các lĩnh vực, khai thác tối đa tài nguyên để có thể phát huy năng lực của bản thân. Sức khỏe của người tuổi Mão về cơ bản là ổn, nhưng vẫn cần chú trọng tới dinh dưỡng và tập luyện để bồi dưỡng cơ thể trong những ngày kim khí vượng như thế này. Giữ ấm và cân bằng âm dương là trọng điểm, không nên vì thời tiết nóng lực mà ăn uống quá nhiều đồ lạnh. Con số may mắn 4, 7, giờ tốt 21 giờ đến 23 giờ, màu sắc cát tường, hồng, xanh lá cây, quý nhân phù trợ, người tuổi Hợi, Mùi. Tử vi tuổi Thìn. Tử vi ngày 8 tháng 7 năm 2017 của người tuổi Thìn có tam hợp cục hành thông vận trình, làm gì cũng gặp may mắn, cát lợi. Phương diện cát lợi nhất của bản mệnh là tình cảm và tài lộc. Người được người nhà trợ giúp nên có cơ hội kiếm tiền nhanh chóng, mở rộng các lĩnh vực đầu tư, làm thêm nghề phụ. Mối quan hệ gia đình đã nâng đỡ cho người tuổi Thìn rất nhiều, không chỉ an ủi về tinh thần, đây còn là nơi bạn nhận được lời khuyên, định hướng đúng đắn. Cuối tuần bạn cũng rất thích ở nhà cùng người thân để trao đổi thông tin, học hỏi thêm kinh nghiệm. Thực thần mang tới kỷ khí vây quanh, hỷ dự đến cửa, bạn sẽ nhận được tin mời cưới, đầy tháng, khai trương, nhà mới từ bạn bè, người thân. Cũng có khi, chính bạn là người sẽ gặp được những niềm vui lớn này. Nhìn chung, thứ bảy này là ngày đại cát đại lợi của bản mệnh, cứ nói suốt cả ngày. Con số may mắn 1, 4, giờ tốt 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường, nâu, tím hồng, quý nhân phù trợ, người tuổi Thân, Tý. Tử vi tuổi Tỵ.
Tử vi hôm nay của người tuổi Tỵ có tị thân nhị hợp, được người khác giúp đỡ trong công việc và cuộc sống, tuy không to tát nhưng đủ khiến bạn cảm thấy vui vẻ, không cô đơn và ớt áp lực hơn. Hãy mỉm cười cảm ơn và giúp đỡ người khác để nhân rộng niềm vui này nhé. Cuối tuần nên tuổi Tỵ tương đối thong thả, có chút lơ lãng nên mắc sai lầm, sai sót khi kiểm tra lại tất cả những nhiệm vụ được giao trước khi ra về để không nảy sinh phiền toái, sẽ phải giải quyết vào ngày nghỉ. Hơn nữa, sai lầm này còn liên quan tới người khác nên sẽ làm người ta khó chịu lắm đấy. Chuyện tình cảm của người tuổi Tỵ ổn, hai người đang trên đường tìm kiếm sự hòa hợp, chuẩn bị cho mối quan hệ cao hơn, ví dụ như sống chung hoặc kết hôn, vì thế không thể tránh khỏi chút hiểu nhầm, cãi vã, mâu thuẫn nho nhỏ nhưng không hề đáng ngại, hai bạn sẽ hiểu nhau hơn qua những va chạm. Con số may mắn 2, 9, giờ tốt 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường, hồng, cam, quý nhân phù trợ, người tuổi Dậu, Sửu. Tử vi tuổi Ngọ, cuối tuần này người tuổi Ngọ gặp thương quan nên đường thăng tiến có nhiều trục trặc. Nếu đang cạnh tranh vị trí hoặc xin việc thì tin không vui lắm sẽ tới. Bạn cũng không bất ngờ lắm đâu, thì phi hoặc vì những lý do bên lề mà bạn mất cơ hội, ấm ức xong không thể làm gì được. Ngũ hành tương khắc nên bản mệnh cần đề phòng tai nạn đào hoa, có kẻ thứ ba xen vào tình yêu và hôn nhân. Ngoài việc để mắt tới đối phương thì cũng phải kiểm điểm lại bản thân mình và tạo ra những tình huống lãng mạn để hâm nóng tình cảm giữa hai người, kiểm điểm lại bản thân, tránh gây ra những va chạm, cãi vã, mâu thuẫn. Sức khỏe của người tuổi Ngọ khá tốt, bạn thích vận động và ra ngoài nên sau khi kết thúc công việc hãy tập thể dục, ra ngoài hít thở không khí để thoải mái hơn. Tổ chức ngày vận động cho gia đình cũng là một cách để tăng cường tình cảm và cả nhà có thêm kỷ niệm. Con số may mắn 6, 8, giờ tốt 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường, xanh lá, hồng, quý nhân phù trợ, người tuổi Dần, Sửu. Tử vi tuổi Mùi, xem bói tử vi của người tuổi Mùi có vận trình tài lộc rất tốt, nhờ thổ vượng sinh kim, tiền tài nhanh chóng thanh thông hơn những ngày trước rất nhiều. Đặc biệt người làm việc trong ngành tài chính, kế toán, ngân hàng, đầu tư, tín dụng sẽ có nhiều cơ hội phát huy năng lực. Nhờ thực thần hướng ngoại và may mắn trong các cuộc gặp gỡ của người tuổi Mùi đều diễn ra hết sức vui vẻ và nhiều thú vị. Nhân duyên nhiều may mắn, đây cũng là một trong những yếu tố giúp bạn thuận lợi hơn trong việc thúc đẩy tài lộc, mở rộng đầu tư. Nhưng thất sát lại báo bạn cần phải đề phòng tai nạn, họa huyết quang, nhất là va chạm xe cộ, không nên xuất hành đi xa, đi tới những nơi có địa hình hiểm trở hoặc trèo lên những vị trí cao. Đi ra ngoài cần chú ý trước sau, tránh đi nhanh, lạng lách, không làm việc riêng khi lái xe. Con số may mắn 0, 5, giờ tốt 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, nâu, hồng, quý nhân phù trợ, người tuổi Ngọ, Mão. Tử vi tuổi Thân, tử vi thứ 7 của người tuổi Thân vận trình sức khỏe không tốt lắm, kim vượng cần chú ý về bệnh phổi. Những người làm việc văn phòng, cả ngày ngồi điều hòa hãy chăm sóc chú ý thân thể, không uống nhiều nước lạnh để tránh bị lạnh phổi, dễ gây ho, gây viêm họng, cảm sốt. Kim vượng giúp bạn có nhiều thuận lợi trong công việc làm ăn buôn bán, nhất là buôn bán nhỏ, có lộc có tài, dễ được người khác giúp đỡ, càng ngày càng mở rộng quy mô, chỉ cần tiếp tục hướng đi đúng đắn như hiện nay thì chắc chắn bạn sẽ thu về khoản đầu tư không hề nhỏ. Đường tình cảm của bạn có nhiều điểm sáng, không phải ngọt ngào lãng mạn như thuở ban đầu mà phát triển sang giai đoạn nhẹ nhàng, trưởng thành và muốn tính tới chuyện lâu dài. Hai bạn có những tính toán chung và đang rất cố gắng để hoàn thành cùng nhau. Con số may mắn 1, 7, giờ tốt 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường, trắng, vàng, nâu, quý nhân phù trợ, người tuổi Tỵ, Thìn. Tử vi tuổi Dậu, tử vi ngày 8 tháng 7 năm 2017 của người tuổi Dậu có kim vượng mang tới cơ hội kiếm tiền rõ mồn một. Nếu bạn còn chần chừ thì quá phi phạm, hãy nhanh tay và năng động hơn để chớp lấy vận may này. Công việc làm thêm, nghề phụ chỉ có thời hạn, kiếm nhanh cũng được một khoản khá khá. Ở cơ quan, bạn được đồng nghiệp và cấp trên ưu ái nên không cần lo lắng, có thời gian làm việc riêng. Cuối tuần mà bạn rất thong dong, vừa làm vừa chơi nhưng vẫn hoàn thành tốt nhiệm vụ. Song bạn cũng vẫn không nên quá lơ là vì sẽ có người nhòm ngó, dèm pha, gây chuyện thị phi. Thân thể khỏe mạnh, bản mệnh có thể đăng ký một khóa tập gym, yoga hay nhảy hiện đại để tăng cường sức đề kháng, lại thư giãn, giải tỏa tâm trạng. Bạn cũng có thể tự rèn luyện tại nhà, yên tĩnh mà còn tiện lợi, nhưng nhớ là phải kiên trì, không được bỏ cuộc giữa chừng. Con số may mắn 3, 8, giờ tốt 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường, trắng, vàng, quý nhân phù trợ, người tuổi Thìn, Tỵ. Tử vi tuổi Tuất, khác với tử vi ngày 7 tháng 7 năm 2017, hôm nay tuổi Tuất không thảnh thơi nữa mà phải lưu ý tới dương nhận thần sắt gây họa huyết quang, tai nạn, sai sót. Bạn không nên vì một phút nông nổi mà để lại hậu quả nghiêm trọng, bảo vệ thân thể, tránh những trò mạo hiểm, thiếu nghiêm túc.
Quan hệ ngũ hành tương sinh mang tới thuận lợi trong công việc, nhất là với người làm việc trong lĩnh vực bất động sản, nông nghiệp, trồng trọt. Bạn không những gặp vận may mà nhân khí cũng rất vượng, đi đâu cũng có người giúp đỡ và tạo điều kiện cho phát triển. Với bạn bè, lấy chân thành làm đầu, với đồng nghiệp, lấy tôn trọng làm kim chỉ nam, bình tĩnh và khéo léo thao gỡ từng việc, đừng quá nôn nóng, kẻo gây ra những sự vụ phiền phức hơn. Người mệnh thổ hơi nóng tính và cứng đầu, cần phải cải thiện nhiều hơn. Con số may mắn 4, 5, giờ tốt 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường, nâu, đỏ, tím, quý nhân phù trợ, người tuổi Mão, Ngọ. Tử vi tuổi Hợi. Tử vi hôm nay báo thứ 7 này là ngày có điểm cãi cọ do người tuổi Hợi xung với địa chi này. Bạn không chịu được đàn áp, quan điểm sai khác nên thẳng thắn bày tỏ bản thân mà không biết rằng mình đang quá nghiêm trọng hóa vấn đề, làm cho sự nghiệp chuyển biến xấu. Vì không vui nên người tuổi Hợi không thoải mái, không thích giao lưu với người khác mà chỉ thích một mình. Hiện tại bạn vẫn chưa nhận ra lỗi sai của bản thân nên thực sự chưa giải thoát được khỏi tâm lý bực bội. Hãy tìm tới những người có thể sẻ chia, tâm sự cho thư giãn, đừng giữ ở trong lòng. Người tuổi Hợi ra đường phải chú ý chuyện vi phạm giao thông, vừa mất tiền vừa mất thời gian, nhớ đi đúng quy định, làm chủ tốc độ và nhường nhịn người khác. Có chuyện cũng không nên to tiếng, ở ngoài đường mà sinh sự thì rất mất mặt, có thể nảy sinh đánh nhau. Con số may mắn 6, 7, giờ tốt 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường, xanh biển, đen, quý nhân phù trợ, người tuổi Dần, Mùi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi chương trình tử vi của lịch ngày tốt. Chúc các bạn có một ngày mới vui vẻ và gặp nhiều may mắn. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình lần sau.